105m các bạn ơi. Hiện tại đang xử lý cái miếng đất bền các bạn. Miếng này chắc khoảng thầm công đất các bạn ơi. Hiện nay thì máy buổi sáng xuống thì đang xử lý nha. Cái bữa nay thì lúa nó sập quá trời các bạn ơi. Gió quá trời gió luôn.
sát cái vách nhà người ta luôn các bạn ơi. Chủ ruộng đi cắt lúa cái chỗ mà lúa nó dẹt ra nè.